Bây giờ là 16:30 chiều 30 Tết. Việc bán bông hoa ở Sài Gòn đã đến giờ kết thúc. Những cái người bán phải quyết định là sổ bán rẻ bán tháo hay là phải trả tiền thuê đổ rác. Và theo cập nhật tình hình thì lưu lượng hoa chiều nay còn tồn khá nhiều. Đây là đường Tân Sơn Nhì, bên phải là chung cư Gò Dầu. Các quán tiệm đã bắt đầu thu dọn quét vệ sinh sạch sẽ, vì chỉ còn khoảng 7 tiếng rưỡi nữa là đến giờ phút giao thừa. Mọi người sẽ thu xếp kết thúc mọi việc. Đây, cái vườn tắc này vẫn còn. Dương, có vẻ như năm nay thị trường tiêu thụ hoa so với các năm trước không biết thế nào, mà cho đến giờ này rải rác trên đường vẫn còn chưa bán hết. Chiều 30 rất yên bình. Tôi đang đi từ hướng quận Tân Phú sang quận Tân Bình, sau đó vào sân bay Tân Sơn Nhất để quý vị xem chiều 30 Tết những chuyến bay cuối cùng trong năm, những hành khách sau cùng về ăn Tết ở Sài Gòn. Đây là ngã ba Tân Sơn Nhì và Trường Chinh. Trước đây là đường Lê Văn Diệm, bên phải là vô ngã tư Bảy Hiền đi vào trung tâm Sài Gòn. Bên trái thì là đi ngã tư An Sương, đi Tây Ninh, Củ Chi. Tôi đi tắt cái hẻm này để vào đường Tân Kỳ, Tân Quý, rẽ qua Cộng Hòa, vào sân bay Tân Sơn Nhất. Đường Tân Kỳ, Tân Quý, phía trước đây là ngã ba giao lộ với Cộng Hòa. Thấy cái bản quảng cáo Nu Phước Thịnh, một cái diễn viên ca nhạc nổi tiếng Việt Nam. Đây là đường mà vào sân bay Tân Sơn Nhất. Bên phải là tòa nhà Y Thao, văn phòng cho thuê làm công ty.
Rồi Sài Gòn là chiều 30 Tết, khá mát mẻ, nắng đẹp, trời hanh khô. Còn bây giờ là khoảng 28 độ C. Là người thợ đi bán tò he bằng bột nếp nhuộm màu. Nghệ nhân sẽ làm những hình con này con kia bán cho trẻ em trong các cái hội chợ đình chùa. Và biển số xe này là 33N5, là người ở ngoài Bắc vào Thanh Hóa, Nghệ An. Mình vừa qua cầu vượt gốc tận mà Hoàng Hoa Thám. Chiều 30 Tết Sài Gòn vắng vẻ, bà con đa số ở nhà chuẩn bị đưa đón ông bà, còn người ở ngoại tỉnh thì đã về quê ăn Tết rồi. Hôm nay chạy trên đường cảm giác rất là thông thoáng. Đây taxi Sài Gòn. Bên phải đây là siêu thị Maximax Cộng Hòa, chuẩn bị qua cầu vượt Lăng Cha Cả. Đây Lăng Cha Cả chiều 30 Tết khoảng 16:45. Thẳng bên kia đó là đường Lê Văn Sĩ, đi vào khu vực Phú Nhuận, quận 3. Rồi và bên trái đây là công viên Hoàng Văn Thụ, cửa ngõ của sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ là trên đường vẫn còn những người bán hàng. Giờ phút sau cùng của Tết ngày 30. Đi bảo tàng quân khu 7 á. Đây là đầu đường đi vào sân bay quý vị.